như cô là này, nhớ tại sao điêu thuyền là sao chị? Điêu thuyền đăng đóng điêu thuyền không à, đóng điêu thuyền bên Thái Lan mà, mà rồi chị đi shopping nhiều lắm mà chị Thái Lan luôn kìa, đi show có bao nhiêu tiền vậy là gặp à, anh mấy chị có vậy, vậy là phải gặp anh Hoa rồi hả? Thì đó không, thì qua đó là gặp anh Hoa, nhưng mà khổ cái là hồi đó tự nhiên mấy ông trong cái ban tổ chức đưa mình đi biểu không có được nói chuyện chơi với chị anh Hoa, không biết tại sao nhưng mà định chơi với cái bà đó mà đều chị cũng không thích chơi hết chơi đặt là